Hyundai Verner 2023 có thiết kế ấn tượng, mang tới cho khách hàng hai tùy chọn về động cơ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Verner 2023 có tổng cộng 13 phiên bản. Giá bán của xe hạng B này dao động từ 313 đến 496 triệu. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Verner gồm Honda City, Skoda Slavia, Volkswagen Virtus, Suzuki Kia Z lưu ý mẫu xe này ở Việt Nam có tên Hyundai Ascent. Hyundai Verner sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sensor Ostotize. Thiết kế Fastback hoàn toàn mới đậm chất khí động học, sắc xảo và sang trọng. Đầu xe nổi bật bởi dài đèn LED phủ toàn chiều rộng, thiết kế đèn pha tách đôi và lưới tản nhiệt rộng gợi nhớ đến chiếc SUV Tucson. Nắp capo nổi bật với những đường gân dập nổi. Bên hông xe, các đường gân chính là điểm nhấn của Hyundai Verner. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED có thiết kế hình chữ T nằm ngang và được hoàn thiện như pha lê ở bên trong, các chấm đỏ phía trên là đèn phanh. Cản sau cũng được thiết kế lại. Kích thước của Hyundai Verner 2023 lần lượt là dài 4.535mm, rộng 1.765mm, cao 1.475mm. So với đời cũ, Verner 2023 dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, chiều cao giữ nguyên. Trong khi đó, chiều dài cơ sở cũng tăng 70mm, lên mức 2.670mm. Dung tích khoang hành lý 528 lít nhiều hơn 48 lít. Bên trong cabin, các phiên bản cao cấp của Hyundai Verner được trang bị ghế bọc da, đèn nội thất 64 màu, giá đỡ điện thoại, ghế trước có sưởi, thông gió. Xe đen này có hai màn hình 10.25 in một là đồng hồ, còn lại là màn hình thông tin giải trí, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, sạc điện thoại không dây. Vô lăng hai chấu bọc da, tích hợp các nút bấm. Bảng điều khiển trung tâm tối giản với bố cục nằm ngang và các lỗ thông gió ác ẩn trong bảng điều khiển. Phiên bản MPI có tông màu kem và đen, trong khi bản Turbo có nội thất toàn màu đen với các chi tiết màu đỏ. Về khả năng vận hành, Hyundai Verner 2023 phiên bản động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 143 Nm. Hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít mang tới công suất 160 mã lực mô men xoắn cực đại 253 Newton hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Những tính năng an toàn của Hyundai Verner 2023 gồm 6 túi khí, các hệ thống ABS, EBD, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên radar, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo thoát hiểm an toàn.